Soái ca nói ra là phải chuẩn. Thôi già rồi. Video đấy anh đưa lên thì cũng có nhiều người bạn: ô, chiếc VinFast của anh Hồng Năng đâu? Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Nếu như nói về sở thích và tình yêu của những người đàn ông thì thưa quý vị và các bạn, chiếc xe luôn là bất tận. Và một trong những cái người bạn của tôi cũng là soái ca của rất nhiều chị em, của rất nhiều quý vị và các bạn, đấy chính là Hồng Đăng. Một người này yêu xe, đam mê xe, thích nâng cấp xe, nhưng không chỉ cho bản thân mà lại cho cả nóc nhà, cho cả những baby trong nhà nữa. Ok, chào em. Chào anh. Hôm trước anh em mình thử dán cái phim cái nhiệt, em thấy như nào sau một thời gian sử dụng? Nói chung là tất cả những cái tiêu chí mà em đưa ra thì cái phim cách nhiệt photoscene này là đáp ứng được hết. Rồi, ok. Ok. Hôm nay là bắt đầu nắng rồi. Anh em mình hẹn nhau khoảng tầm một tháng hơn gì đó. Một tháng đi. Đấy, để cho vào chính cái điểm hè luôn đi. Rồi anh em mình đúng như ước hẹn với chính quý vị các bạn nhé. Đã là soái ca nói ra là phải chuẩn. Thôi già rồi. Video đấy anh đưa lên thì cũng có nhiều người bạn: ô, chiếc VinFast của anh Hồng Năng đâu? Của soái ca của tôi đâu? Thì ngày hôm nay nó đây ạ. Và với chiếc xe này thì mình được biết, có nghe Hồng Đăng chia sẻ là sẽ nâng cấp tới khoảng 20 mấy hạng mục. Thì ngày hôm nay chính vì vậy mình lại quay lại gặp Hồng Đăng và nhờ Hồng Đăng chia sẻ lý do vì sao lại vẫn thể hiện tình yêu với một thương hiệu Việt và sẽ nâng cấp những cái hạng mục như thế nào. Sẽ là một series video, thưa quý vị và các bạn, sẽ là một câu chuyện, một tập phim rất là dài đấy ạ. Tất cả những cái gì mà diễn ra hay là chúng ta đang sở hữu thì đều có lý do của nó cả. Rồi. Chứ không thể nào mà chúng ta chi một khoản tiền ra để mà sử dụng một cái đồ dùng gì đấy mà nó không có lý do cả. Em nghĩ là như thế. Đặc biệt là những cái đây được gọi là tài sản. Rồi. Thưa quý vị và các bạn, là mình với Hồng Đăng rất là đồng quan điểm. Đã không dùng đồ thì thôi, đã không nâng cấp thì thôi, nâng cấp thì đều là đồ tốt. Và ngày hôm nay chúng tôi lại quay trở lại với cả một người bạn, một người em. Đấy chính là bên chỗ CDT nhỉ? Dạ. Hôm nay đây là một cái dự án nâng cấp xe em thực hiện với cả bên chỗ chính. Vâng, tầm 1, nâng cấp xe cho nóc nhà cùng soái ca Hồng Đăng. Thực ra bây giờ anh đừng gọi em soái ca nữa, bây giờ già rồi. Già thì vẫn, mình đã là soái ca, vẫn là soái ca. Nhưng quan điểm như này này, nghiện xe, nghiện độ ấy thì vẫn còn hơn nghiện mấy thứ. Đúng không? Okay. Nghiện thứ gì anh? Không biết. Không biết. Hôm nay nâng cấp những món gì em? Hôm nay thì có những cái hạng mục sau đây để em giới thiệu luôn. Rồi. Đầu tiên thì là một dàn âm thanh của MTS. Nó là cái thương hiệu mà em lắp ở trên xe của anh ấy. Rồi. Và anh đi anh trải nghiệm được rồi. Thì đi kèm với cái dàn âm thanh này thì nó sẽ có chống ồn của cánh cửa. Với cái dàn âm thanh này thì ở trên xe Fadin này, ví dụ trên xe Fadin này về súp thì nó sẽ có hai lựa chọn. Đây đúng không? Vâng. Anh sẽ bày sẵn đây này. Con súp này thì nó sẽ gọn hơn. Còn anh Hồng Đăng thì anh ấy thích con súp này. Để ở sau cốp nhìn nó hoành tráng và anh thì cái gì thích nhỏ gọn, Hồng Đăng thì cái gì cũng phải. Không phải, bởi vì là tiêu chí cái xe này của em là chỉ chở hai người là cùng thôi. Nên tất cả những cái gì đằng sau ấy là hoàn toàn dành cho cái không gian hưởng thụ. Bởi vì đi trong phố mình đã căng thẳng rồi. Đấy là do nhu mình cầu. Mình phải có những cái âm thanh hay để mình trải nghiệm. Như cái kia, như cái Lắc A thì anh lại đưa cái súp này xuống đúng zin vào gầm. Con súp của anh lại khác, con súp của anh lại zin vào con VinFast. Nhưng mà nó không đã bằng con này mình biết. Vâng. Đây là bộ loa cánh này thì cũng giống như trên xe của anh. Okay. Có khác về cái bộ trung tâm điều khiển này, bộ rồi. DSP này thôi. Rồi. Vâng. Hạng mục tiếp theo đó là màn hình. Đây anh thấy là màn hình Android của iK. Eleview. Ông Thắng này nha, lên mình toàn thịt ở trên sân thôi. Biết. Bộ này là bộ S4, nó có kèm theo cả camera 360 độ nữa anh. Tức là màn hình Android kèm camera 360. Vâng. Bộ này là bộ cao cấp của nó. Bộ cao cấp. Vâng. Kể cả cảm biến áp suất lốp này thì anh cũng biết rồi. Rồi, chùm áp suất lốp Việt Nam. Vâng. Như anh thấy là đang dán phim thì vẫn là phim photoscene như chiếc xe Carnival của anh trước đây. Đúng rồi. Tức là đấy cũng trải nghiệm được mấy hôm nắng, đặc biệt là hôm nay đây, nhễ nhại luôn đây này. Thì là thấy là cái vấn đề này là quá ngon rồi. Phim cái nhiệt này quá ngon thì phải áp dụng ngay sang cho chiếc xe này. Cái gì ngon thì mình dùng tiếp. Còn không ngon thì bóc ra. Nhưng mà thực ra là nói đến đây thì mình với cả Hồng Đăng vẫn đang nợ các bạn một chương trình là mình sẽ có những cái trải nghiệm, chia sẻ lại những cái trải nghiệm sau những cái thời gian sử dụng, và đặc biệt là qua cái giai đoạn là sắp tới là rất là nắng nóng. Đúng rồi. Chúng ta mới cảm nhận được rõ gì thì gì chứ phải có thực mới được. Đây xe này em cũng rất mong là nắng nóng để các anh trải nghiệm thực tế. Không, bởi vì xe này bản thân mà anh cũng là mua mới chiếc xe này để tặng bà xã, chính xác là hôm 8 tháng 3.
À, thì là chiếc xe này thì lúc đấy là nó cũng chưa có dán chứ gì, nguyên si là nguyên bản. Vâng. Và cũng đã được trải nghiệm mấy hôm nắng rồi thì bà xã cũng đã kêu rời lên rồi, bảo là ngồi xe này mát hơn. Ở đó thì lần này sẽ bảo là sẽ cho mát như xe này thôi. Vâng. Cái phim này đi thấy thích ấy, là mình rất rõ là mình không phải đeo kính mát. Đúng rồi. Không phải đeo kính râm nữa. Vâng. Nó có cái công nghệ bóng râm ấy. Ừ. À đúng rồi, còn một cái mà không quảng cáo mà em minh chứng rõ ràng nhất đấy là cái bóng hắt từ mặt tablo lên là không bị cái đấy chính xác. Vâng, đấy. À, em cũng thử để kính những cái thứ đi đánh gốp về thì có để kính rồi các thứ lên thì nó không bị hắt lên trên mặt mặt kính lái. Nó không bị khó chịu tầm nhìn đúng không? Cái đấy là cái xác nhận chuẩn. Vâng. Ngoài ra thì hôm nay còn nắp cruise control nữa anh. Bộ cruise control cho chiếc xe pha đi này. Thế thực ra chả thiếu cái gì đúng không? Không thiếu cái gì nữa rồi. Thực ra thì hạng mục thì còn nhiều nhưng mà đây là những hạng mục này là hôm nay triển khai toàn bộ, những cái hạng mục này là hôm nay triển khai toàn bộ. Đấy, còn những cái hạng mục khác thì chắc là mình vừa làm vừa quay thì nó sẽ trực quan hơn. Vâng. Thực ra hôm trước anh cũng làm một cái chương trình về một chiếc xe nhỏ như này thì cũng có nhắc đến câu chuyện là bạn có thể để được những cái bộ gốc để đi lên sân, thì cũng có những bạn chia sẻ rằng là đi những xe nhỏ này ai đi đánh gốc, nhưng quan trọng là đánh gốc nó không phải là xe to hay xe nhỏ. Đây là bộ môn thể thao bây giờ nó rất là phổ biến mà nó thực sự nó dạy cho mình cái văn hóa chơi. Đúng và rồi. Văn hóa tôn trọng bạn chơi. Đúng rồi. Đấy, cho nên là quan trọng là mình đủ điều kiện là mình đi thôi, chứ còn kể cả mình đi xe máy cũng đâu có sao đâu mà. Mình vào mình có bùng của người ta gì đâu. Đúng thế. Đâm ra rằng là em không có cái quan điểm về vấn đề đánh giá đấy. Ừ. À, chính cái hôm vừa rồi thì cũng sử dụng đúng chiếc xe nhỏ này đi đánh gốp ở Tam Đảo. Thanh Lanh. Đầy đủ mà mình vẫn chở được túi quần áo, vẫn chở được bao gậy, rồi tất cả đồ ăn những thứ trên sân thì mình vẫn mang một cái túi nhỏ đi theo, không thiếu một cái gì cả và đi hoàn toàn thoải mái. Ở đây thì các bạn có thể thấy nhá, Hồng Đăng ấy sẽ nâng cấp theo các cái nhóm, một là liên quan đến an toàn, cái thứ hai là sẽ là tiện ích, cái thứ ba sẽ là sở thích cá nhân. Đây, về cái hạng mục âm thanh thì nó có thêm cái chống ồn cánh này. Thì em giới thiệu luôn là hai cái lớp chống ồn ở bên cánh này thì ở bên trong có một lớp damping và bên ngoài có một lớp damping như thế này. Ngoài ra ở phần tappy thì nó sẽ có một lớp tiêu âm nữa. Ừ. Đấy, còn loa thì anh thấy nắp nó như zin rồi đây. Ừ. Ngoài cái loa như zin thì nó còn một cái lớp bút để hướng toàn bộ cái âm thanh vào trong xe làm sao cho nó hay nhất. Khoảng bao nhiêu lâu nữa xong hết các hạng mục em để mình... Con này thì chắc khoảng 2 tiếng nữa thì mới xong hết được anh. 2 tiếng xong. Vâng. Thế anh em mình phải ra ngoài chờ một chút. Vâng. Khi xong thì mình sẽ chi tiết từng cái phần, ví dụ như cái màn hình như thế nào này. Vâng. Thẩm âm ra làm sao này. Cruise control nó có hoạt động không này? Hoạt động như nào? Vâng. Mình cứ phải cẩn thận. Đúng rồi. Vâng. Ok. Độ cho xe mini thấy háo hức phết. Hay mà, hay chứ. Kiểu háo hức, căn bản là nhiều trò ấy. Ừ. Với cả sau khi mà em lên cái bộ mâm mà anh có xem cái hình mâm BBS của em ấy, là nó cũng sẽ khác đấy. Có. Lại thêm cái roof rack này nữa. Xong rồi anh. Dán phim xong rồi đúng không? Vâng. Vẫn là bộ phim gói thương gia đúng không? Vâng. Trên thương gia này, mặt trước vẫn trong này đúng không? Vâng. Đúng không? Rồi. Mặt sau anh vẫn có thể soi gương. Rồi. Rồi, đúng nói rồi đấy. À, nhưng mà mở sang là vẫn nhìn xuyên. Đúng rồi. Rất rõ bên kia. Đấy. Đúng cái mã của xe kia của anh đấy đúng không? Vâng, chuẩn cái mã xe kia của anh luôn. Ok. Chuẩn. Hôm nay thì anh có bảo chính là thôi anh em đỡ phải không phải đo máy móc gì cả. Rồi. Mình cứ chạy thật, mình cảm nhận thật. Vâng. Không ưng là bóc giả. Cũng chuẩn bị đến mùa hè đến nơi rồi anh. Ok. Hôm nay không có gì mùa hè đâu. Thực ra thì mình cũng chia sẻ thật là nếu những gói phim nó quá rẻ. Vâng. Thì cái hiệu quả nó sẽ không cao. Và đôi khi là dính phải phim giả, phim kém chất lượng thì đấy là sự mất niềm tin. Hạng mục tiện ích và nhìn. Anh xem rồi nhá. Xin phép xem. Bỏ xuống xem rồi. Anh rất thích cam 360 này. Đây, cái góc này. Càng đét đấy chứ. Dạ. Càng. Nóc nhà thì phê gọi là phê luôn. 3D luôn này, 2D này. Đây. Ôi trời, 3D. Này nữa thì. Hình như xoay được nữa đấy. Đó. Xoay được nữa đấy. Trong này hình như nhớ là còn đổi được xe này. Đấy, cài đạp xe này. Rồi kích hoạt sinh an này.
Ví dụ như em thử kích hoạt sinh an xem có lên không? Anh tắt cái ở đây rồi. Đấy. Mà lại ra lệnh được giọng nói. Mở cam trái. Kinh quá nhỉ. Ra lệnh giọng nói. Công nghệ rất kinh nhỉ. Mà em dùng chỉ đường rồi là gì đấy? Gì chỉ đường này rồi là nghe nhạc các kiểu, ví dụ em đấy, thích nghe nhạc mình vẫn bấm em bấm này, cái này biểu tượng này hiển thị lên này. Em chỉ đường đến Võng Thị Tây Hồ. Chọn luôn này. Này F1. Lúc nãy là mình đây, xóa cái lộ trình này đi. Đấy, đây đúng không thì qua cầu Bưởi, cầu Yêu gì này. Đúng rồi. Mà cái này là có được bản quyền chọn đời không em? Chọn đời anh. Chọn đời à? Vâng. Nghe nhạc đi em. Em thử nghe nhạc đi. Ôi, em đang chưa quen nghe lắm, thế anh thử hô thôi nào. Ở đấy, nhờ cái nhấn vào đây rồi. Mở video Tuấn Hưng. Em ơi đi đánh đi, anh Tuấn Hưng. Được đấy chứ. Không thể đua được đâu. Thực ra thì cái bản nhạc vừa rồi ấy là mình xin phép là phải cắt tiếng đi, bởi vì là về với vấn đề bản quyền mình nhạc. Nhưng cá nhân như em nghe thì em có hài lòng so với cái loa khi chưa nâng cấp không? Hệ thống âm thanh em thấy hay hơn nhiều đấy. Ừ. Và thật sự thì từ trước rồi tất cả những cái xe mà em đi trước đây ấy, thì em không độ về âm thanh rồi. Cùng lắm thôi thì cái xe nào ấy lắm thì mình thêm một cục sắp điện thôi. Ừ. Thế nên là về cái vấn đề âm thanh mình nghe cho có gần như là thế rồi. Thì khi con xe này như được nâng cấp hết tất cả loa cánh này rồi, hai chép này và một sắp hơi đằng sau nữa. Thì cộng bộ trộn nữa đúng không nhỉ? Có bộ DSP nữa. Đâm ra rằng là nghe hiện giờ có lẽ là nó đang là chiếc xe nghe hay nhất từ trước đến giờ mà những cái xe mà em đang chạy. Thực ra về cái điều khiển giọng nói rồi ra lệnh cái tin anh mình chỉ cần dùng một chút thời gian thôi. Nó sẽ có là mình quen với cách dùng, thì thực ra là vừa lái xe mình ra lệnh giọng nói thì mình không phải bấm. Đấy, ví dụ mình cần nghe nhạc này rồi mình kể cả nghe nhạc Zing P3 và rất nhiều tính năng. Kể cả đây nhá, ví dụ như là mở video, mở chương trình VTV3 mang đi dự giải thì đây một lần nữa để khẳng định tay nghề cũng như là nếu có được giải thì mà nghe loa này, cái đoạn này mình giữ được tiếng rất là mạnh và nghe loa đó không những tôi mà những đạo diễn, những người làm truyền hình có thể tiếp tục trong năm sau phần đầu. Để có thêm thông tin về phim truyện truyền hình tham dự năm nay cùng các tác phẩm, nói chung là mình sẽ bớt đi rất nhiều thao tác trong lúc mà lái xe đúng không? Liên hoan truyền hình. Thực ra ở đây nó có một cái là trong cái ứng dụng này mình xin phép là bởi vì mình chơi khá thân với sếp Thắng bên IK, còn cái K Entertainment nữa, cái này rất là hay, kể cả mình ra lệnh giọng nói cũng được. Đây này, cái này cũng là cái hay. Cái này gần như nếu mà em mà nghe các cái chương trình gì ấy, VTV này, radio này, chán nghe radio thì lại nghe chuyện ngắn này, rồi là tri thức này, rồi tin tức đầy đủ hết. Nhưng mà cái này nó là đang lấy mạng từ đâu ấy? Của trân trọng kính chào. Mạng máy của em phát là sim 4G. Không, con này chưa lắp sim anh ạ. Con này chưa lắp sim. Thì lắp là wifi. Có khe sim không em? Có anh. Cho quý vị và các bạn. Thế lại thông tin liên quan tới chiến sự Nga. Sim để ở trong cốp. Đây, khe cắm sim để trong này. Đây. Đây, khe cắm sim trong này thì đấy thì nó cũng rất là tiện. Thì trong này này, ví dụ mình chán xem YouTube đúng không? Nghe cả hình như review phim này, chuyện ngắn này, đấy, tức là cái kho này nó cũng rất hay. Hình như trên này của em là hình như em chính lắp cả absolute loop đúng không? Vâng, chính. Đúng rồi anh. Đây này, absolute loop này. Anh có thể em mở bằng giọng nói được. Đấy. Cái này là cái này bơm hơi căng này. Hơi căng một chút. Hơi căng, hơi căng. Nó xả hơi, đấy, xả ra một chút. Hình như ra lệnh bằng giọng nói nó mở được mà. Phải đúng độ. Mở cảm biến absolute loop. Thực ra cái này anh không cần sử dụng giọng nói đâu, bởi vì nó dưới 1.8 nó sẽ báo bằng tiếng cho anh, nó sẽ kêu tít 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 tít. Nó cũng báo động mà, nó cũng báo. Thế thì cũng lại hay quá nhỉ. Cái này cái ứng dụng TMPS IK trên điện thoại cũng có luôn mà, tức là rất nhiều cách dùng. Thực ra thì lúc đầu em cũng lăn tăn ở cái việc là chọn cái bản trên bản này là bản gì nhỉ? Bản bass. Đây là bản bass rồi. Bản plus. Mình cũng ham hố về cái màn hình các thứ ấy. Rồi. Nhưng mà đúng thật sự khi mà lắp cái màn hình này vào thì mình thấy cái lựa chọn bản bass là hoàn toàn hợp lý. Rồi. Còn điều khiển như gọi là trên iPhone rồi này, đấy. Đấy, điều hòa. Điều hòa.
Nói chung cái này nhiều tính năng lắm, anh nghĩ là tra cứu phạt nguội rồi kiểm tra thời tiết, ví dụ anh em mình mai lên sân đúng không? Vâng. Thì mình này. Thời tiết Tam Đảo ngày mai như thế nào? Hay quá nhờ. Mai em bay Sài Gòn em đi lưu diễn ở đâu thì em có thể check thời tiết trước đấy. À. Hoặc là tra cứu phạt nguội. Ôi giời, nó nhiều lắm, cái này chắc là anh nghĩ là em dùng thêm một thời gian nữa thì công hỗ trợ thêm về các tính năng. Xứng đáng, xứng đáng đấy. Tra cứu phạt nguội thì anh nhập biển số xe của anh vào cái phần nhiều lắm. Cái phần mềm giọng nói này. Anh em có nó làm sẽ tự tìm cho. Anh em có làm tí vàng giá đô các kiểu là tra cứu được hết. À. Vừa đi vừa lái. Ra lệnh. Đấy. Nói chung cái này thì anh nghĩ là rất là ok và quan trọng là có cái camera 360 này. Rất cần. Nhất là chị em. Chuẩn. Cái quan trọng là ví dụ mình quan sát này, có trẻ con đứng xung quanh này. Đúng rồi. Hoặc là có những cái vật nhọn hoặc là gần những cái, ví dụ mình đỗ gần một cái cột gì đấy lúc đi mình quên ấy. Thì thông thường cái này hình như mới khởi động nên nó cũng quét một cái 3D thôi. Vâng, đúng rồi. Đấy, anh có thể tắt cái tính năng đấy đi cũng được. Nó có nhiều. Đấy. Ok. Cái cruise control kia thì chắc là phải đi trên đường thử. À, cái này cruise control thì thực ra là giữ ga tự động thì nó cũng đã đây lên này, nó rất là đây đúng không? Đây là lim. Con này có cả lim à? Có chứ. Full nốt sừng. Cruise control bây giờ nó đầy đủ hết anh. Sorento của anh lim còn bị cắt đi, anh phải hack đấy. hay nhở? Vâng. Nhưng okay. Mà phải công nhận là bây giờ nhá, nhóm tiện ích có nhá, nhóm giải trí, âm thanh thì anh nghe là anh thấy rất là ưng. Em thấy rất ưng mà. Ừ. Nhưng mà hình như chính cái loa là mình cũng phải nghe một thời gian, sau đấy quay lại em lại phải chỉnh thêm đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy. Anh nghe một thời gian nó mềm cái màng loa ra thì nghe nó sẽ ra hay hơn. Rồi, thế này thì khả năng là nhà em sẽ tranh nhau đi con này mất. Chắc chắn luôn. Khi xe chưa có gì đã có hiện tượng tranh nhau đi, bởi vì đường xá Việt Nam mình thì đi con này trong phố thì đi ăn sáng, cà phê hay đôi khi là đi làm, chú giúp động được. Thực ra cũng chia sẻ với quý vị các bạn là Hồng đang có rất nhiều điều đam mê. Xe thì cũng đã trải qua rất nhiều, từ xe Đức có GLC này, Raptor các kiểu là cũng qua rồi này, VinFast, Lux SA bản full là cũng đầy đủ hết rồi, không thiếu một cái gì, kể cả chơi Harley các kiểu là xe mô tô vân quê lớn. Nhưng cuối cùng lại quy hoạch một chiếc xe cho cả đại gia đình đi này. Nhưng mà lại một chiếc xe cho thuận tiện cho việc di chuyển trong phố. Và khi thiếu các cái tính năng gì, tiện ích gì thì mình nâng cấp cái tính năng đấy lên, đúng không? Thay vì mình cứ phải dùng một chiếc xe nó bay, nó chả có cái gì, dùng chịu khổ trong vòng 3-4 năm lúc bán đi được giá một tí thì sướng, như mình khổ mấy năm. Đúng rồi. Đấy, thì quan trọng là mua cái xe phục vụ cho mình mà. Đúng rồi. Đúng mục đích anh ạ. Như vậy là hôm nay là tập 1, mình tổng kết lại nhá. Thứ nhất ấy, là phim cách nhiệt, để ngồi xong cho nó mát, không bị cháy da, bảo vệ làn da này. Đấy, quan trọng là nó mát nhá, đi cả nhà sướng. Thứ hai là về tiện ích an toàn thì bao gồm cả cruise control. Đấy. Và Absolute camera 360. Camera 360, đầu Android, là thêm cả các cái tiện ích về giải trí cũng như là tiện ích về sử dụng nữa, dẫn đường rồi là tra cứu các cái thông tin cần thiết. Và đặc biệt là không thể quên đi một cái sở thích, để sở thích là nghe nhạc. Thì chúng ta nâng cấp cái bộ âm thanh MTS bên chỗ công, bên chỗ công và chính. Em sẽ bật mí các cái hạng mục tiếp theo là gì nhỉ? Để nhiều lắm, em ngồi lên là đâu khoảng tầm 28 đến 30 hạng mục. Thế thôi, làm đến đâu mình tính đến đấy. Đúng rồi. Cái chia sẻ. Và nếu như các bạn có tư vấn gì với Hồng Đăng và với mình, với cả công, với cả chính bên chỗ CNT, thì các bạn có thể vui lòng comment ngay bên dưới video giúp mình. Và bây giờ thì cảm ơn Hồng Đăng nhá, đã dành thời gian cho chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Và cảm ơn. Vâng, em cảm ơn anh. Chàng trai yêu nâng cấp những chiếc xe. Ok. Bye bye.